Bà ta xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở tại một cái khu vực, đây chính là các cái bậc thềm để đi lên khu mộ của bà tên là Hoàng Thị Loan. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết bà Hoàng Thị Loan là thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay chúng ta còn gọi với một cái tên rất là thân thương, đó là Bác Hồ. Vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi để tìm hiểu về bà Hoàng Thị Loan, và đồng thời thì chúng ta cũng sẽ đến để mà tham quan khu mộ của bà Hoàng Thị Loan đấy các Đây bạn. là khu lăng mộ của bà Hoàng Thị Loan, và ở chỗ này thì có cái bãi đỗ xe cho chúng ta. Ở đây thì tất cả đều miễn phí. Nếu các bạn đăng ký theo đoàn thì các bạn có thể đến đây đăng ký. Đó. Và để đi lên khu mộ thì chúng ta sẽ đi lên một cái bậc thềm cao như thế này đây. Và đến đây thì tôi đang nhìn thấy là khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và có lẽ đây chính là cái nơi mà chúng ta sẽ đi lên đây. Và sau khi mà đi lên 39 cái bậc thang thì chúng ta sẽ đến đây là một cái cánh cửa, một cái cánh cổng rất là lớn, màu đỏ. Chúng ta sẽ tiếp tục đi lên. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17 cái bậc thang sẽ đưa chúng ta đến với một cái cánh cổng và dẫn đến một cái con đường được đã làm những cái bậc thang ở đây rồi. Và ở đây thì tôi thấy nó là một cái quả đồi và là một cái cánh rừng thông rất là mát mẻ luôn ở tại chỗ này. Phía sau của cánh cổng này, phía sau của cái đây, cái cổng lớn này đây, là mộ tổ họ Lê Khắc. Ở đây tôi cũng gặp hai 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 cô, chị ở miền Tây. hai chị ở miền Tây Đất Kiên Giang đang đấy, ở cũng ở mà ra tận đây. Chúc các hai chị chuyến đi vui nhá. Và hôm nay đến đây thì tôi cũng thấy có cả một đoàn. Thôi chúng ta sẽ đi trước. Ở đây có cái lộ trình để tham quan này, là có đoàn ở Quảng Ninh rồi, theo cái lời yêu cầu kia, đó là các anh chị đến từ đoàn ở tận Quảng Ninh mà đến đây đó, rồi Hạ Long City. Và đến đây thì có cái lộ trình tham quan này là mộ cụ bà Hà Thị Hy, là bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, ở cái độ cao là 130 m. Rồi sau đó lại đến mộ cậu Nguyễn Sinh Xin, là em trai Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi. Đó. Rồi đây là đến cái độ cao là 450 m mới đến mộ bà Hoàng Thị Loan, là thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi lên nha các bạn. Đây là cái con đường sẽ đưa chúng ta đi lên ba cái phần mộ là những người thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và con đường này thì nó đi xuyên qua một cái cánh rừng thông và rất là mát mẻ, không khí rất là trong lành. Và cũng có vài người khách ở kia đó đang là đi xuống. Con đường này thì làm rất là đẹp bằng đá, rất là đẹp luôn. Hôm nay trời sáng rất là mát, không gian ở đây trong lành. Bây giờ chúng ta đang đến cái độ cao là 130 m. Và ở đây thì tôi đang thấy có ghi là mộ cụ Hà Thị Hy, là bà nội, tức là người đã sinh ra ông Nguyễn Sinh Sắc. Thì ông Nguyễn Sinh Sắc là người đã đỗ phó bảng, nên là ông còn có tên là Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Và ông chính là cha của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và người mà sinh ra cụ Nguyễn Sinh Sắc thì đó chính là bà Hà Thị Hy. Và đây chính là mộ của bà.
mộ cụ Hà Thị Hy ở đây. Mộ của cụ Hà Thị Hy thì bây giờ là nằm ở độ cao là 130 m, và cũng là cái điểm đầu tiên trong cái hành trình mà chúng ta đi lên với mộ của bà Hoàng Thị Loan, là thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở đây thì tôi thấy lúc nào cũng có nghi ngút khói hương, chứng tỏ ở đây rất nhiều người đã đến viếng ở tại đây. Và mộ của cụ thì nằm trên một cái vật đồi, và nhìn ra là cánh rừng thông như thế này, rất là đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi trên cái con đường phía kia để đi lên trên cao hơn nữa. Và như các bạn cũng biết thì Nguyễn Ái Quốc, và sau này đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đã trở thành chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và của nước Việt Nam của chúng ta tới bây giờ. Thì nếu mà ngày xưa mà xét về chế độ phong kiến ấy các bạn, thì chủ tịch của một nước đó chính là vua. Vậy nên là bà Hoàng Thị Loan thì có thể gọi là Thái Hậu, hay gọi là Hoàng Thái Hậu. Và bà Hà Thị Hy thì là còn mẹ của ông Nguyễn Sinh Sắc cơ, nên là có thể gọi là Hoàng Hoàng Thái Hậu chăng. Và ngày xưa thì nếu mà chúng ta ở trong thời phong kiến mà một vị vua mà đứng lên và cai trị đất nước thì cả dòng tộc nó sẽ được phong vương, và những người thân như là cha hay là mẹ của hoàng đế thì sẽ đều được phong là Thái Thượng Hoàng. Và như vậy cụ Nguyễn Sinh Sắc có thể nói cụ là một Thái Thượng Hoàng. Bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục với cái con đường này. Ở trên con đường này thì có một số cái chỗ để chúng ta có thể nghỉ. Đó, ở đây người ta làm những cái ghế này, đó cho chúng ta nghỉ trong một cái khung cảnh đẹp quá. Đây là cả một cái rừng thông. Bên này là một cái những cái đèn và bằng đá và hình hoa sen. Bên này là xuyên suốt cả một cái trên cái con đường này, đó là những cái cánh rừng thông. Và ở đây thì một bên thì có cái hành lang để cho chúng ta có thể bám vào khi mà di chuyển. Ở đây tôi thấy là được chăm sóc khá là kỹ lưỡng này, và rất là sạch sẽ. Ở bên cạnh này còn có những cái loa nó phát nhạc ở đấy. Đó, cái loa phát nhạc ở đằng kia kìa. Đó, ở trong đó. Và vừa đi thì những bài hát về cách mạng được phát lên. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục di chuyển, đi lên trên cao hơn. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một số cái thông tin về gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhé các bạn. Thì Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc mà sinh ra thì được đặt tên là Nguyễn Sinh Cung. Và sau này thì ông có cái tên là Hồ Chí Minh. Và Hồ Chí Minh là một cái tên thôi nha các bạn, có thể gọi là một cái tên khác. Còn tên thật đó là Nguyễn Sinh Cung, và Chủ tịch Hồ Chí Minh là họ Nguyễn. Ông là chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và quê của ông thì ông sinh ra trong gia đình của cụ Nguyễn Sinh Sắc ở làng Sen, nay là làng Kim Liên, huyện Nam Đàn của tỉnh Nghệ An. Một chút về cụ Nguyễn Sinh Sắc thì ông ấy là được mọi người gọi là cụ Phó Bảng. Vậy nên cái tên Nguyễn Sinh Sắc luôn luôn là đi kèm với tên là Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Và
Ông là con của ông Nguyễn Sinh Nhậm, tức là ông nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và bà Hà Thị Hy mà chúng ta vừa đi qua mộ của bà Hà Thị Hy đấy. Và lớn lên ở trong một môi trường nho học, và trong một cái môi trường nho học thì rất là có quy củ ấy các bạn. Năm 1901 thì cụ Nguyễn Sinh Sắc là đỗ phó bảng. Năm 1906 thì ông được triều đình Huế bổ nhiệm chức là thừa biện bộ lễ. Và năm 1909 thì ông nhậm chức chi huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Thì sau đó thì ông đã từ quan và đi vào miền Nam sinh sống ở tại làng Hòa An, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Và ở đó là cho đến cuối đời. Và bây giờ ở tại Cao Lãnh, Đồng Tháp thì vẫn có nơi mà mộ của ông, và cũng là nơi mà tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn về bà Hoàng Thị Loan thì bà sinh năm 1868 và mất năm 1901, là thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà là con gái của cụ Hoàng Xuân Đường, và năm 15 tuổi thì được gả cho cụ Nguyễn Sinh Sắc. Sau khi mà chồng bà đi Huế thì vì túng thiếu tiền nên ông Nguyễn Sinh Sắc đã ngỏ ý mời bà lên kinh để mà giúp cho ông có cái điều kiện để học tập. Và bà đã gửi con gái đầu lòng của mình ở lại và đưa hai con trai là Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung, tức là Hồ Chủ tịch. Và đến đây thì chúng ta đã đến được mộ Nguyễn Sinh Sinh. Đây là chúng ta đang nhìn thấy đây, là mộ Nguyễn Sinh Sinh. Tiếp tục với câu chuyện của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì sau đó, sau khi để con gái ở lại thì bà đưa hai con trai vào Huế ở cùng với chồng và làm nghề dệt vải để trang trải cuộc sống và nuôi gia đình. Tức là một tay bà Hoàng Thị Loan đã nuôi, góp phần là nuôi chồng và nuôi con ở Huế. Và năm 1900 thì sau khi sinh người con thứ tư là Nguyễn Sinh Nhuận, và khi mà sinh người con này thì sự khó khăn và vất vả trước đó thì bà Hoàng Thị Loan đã sinh bệnh rồi qua đời vào ngày 10 tháng 2 năm 1901. Và lúc đó thì bà mới 33 tuổi mà thôi. Và đây là mộ Nguyễn Sinh Sinh, là người em trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một người em trai rất là nhỏ tuổi. Chúng ta có thể nhìn thấy là sinh năm 1901 và mất năm 1901. Và người em trai này vừa sinh ra không được bao lâu thì đã mất luôn. Và sinh người em trai này thì bà Hoàng Thị Loan cũng mất vào năm 1901 vì sinh người con trai này. Và đồng thời thì do cái quá trình lao động khổ, rất là cực khổ trước đó. Thì các bạn cũng biết là ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Và bà Hoàng Thị Loan thì được gả cho cụ Nguyễn Sinh Sắc. Và ông thân sinh của bà Hoàng Thị Loan đó là Hoàng Xuân Đường. Và chúng ta đang nhìn thấy ở đây, phía trên đây chính là khu vực mộ của bà Hoàng Thị Loan. Và ở đây thì được làm bằng đá. Tôi nhìn thấy ở đây, toàn bộ ở đây được làm bằng đá, rất là đẹp. Ở trên đây là một cái không gian, wow. Và đi lên trên này mà nhìn nữa các bạn. Đó. Và chúng ta có thể nhìn ra ngoài đây thì là một cái không gian quá lớn luôn. Và đúng là phong thủy thật.
quá là phong thủy đi các bạn ơi. Đây là núi, các bạn hãy nhìn đây chính là núi và mộ hòa bà Hoàng Thị Loan ở trên kia kia rồi các bạn ạ. Và đây là đây mới là 33 bậc thang ứng với số tuổi của bà Hoàng Thị Loan khi mà bà mất, nó là năm 33 tuổi đó. Và lát nữa thì chúng ta sẽ đi lên trên đây và hãy nhìn cái khu mộ này và nhìn ra thì đó chính là một cái không gian bao la bát ngát luôn ở phía trước. Và ở phía này thì tôi đang nhìn thấy ở gần đây có một cái giếng đó, nó giống như một cái thế phong thủy á đó, các bạn thấy không, kia là cái giếng kìa và đây là cái đồi. Và mộ của bà thì nhìn ra như vậy đó. Và ở xa, ở đây là cánh đồng, ở kia cũng là những cái ao đó, ở phía xa kia một cái địa thế quá đẹp. Trong cái phong thủy thì đây là một cái địa thế quá đẹp ha các bạn. Một cái cầu thang có 33 bậc thang. Và chúng ta đang nhìn thấy đây chính là khu vực mộ của cụ. Một trong một cái bia mộ bằng đá cẩm thạch màu đen, phía trên là màu trắng, rất là to, rất là to luôn các bạn. Nếu so với ngày xưa thì bà chính là Hoàng Thái Hậu, bởi vì Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta thì có khác gì một vị vua, phải không các bạn, là chủ tịch nước mà lớn nhất luôn. Bác Hồ của chúng ta là một không khác gì một vị vua đó. Vậy nên là mộ của mẹ thì đương nhiên là người đã sinh ra một vị lãnh tụ thì cũng phải đặc biệt. Và một ngôi mộ rất là đẹp với một cái phong thủy tuyệt vời. Ở đây là có một cái lan can đá đó, rất là đẹp, được trang trí đó là bằng những cái bông hoa sen đó, rất là đẹp và bằng đá. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng tham gia với một đoàn và để nghe chị hướng dẫn viên chị sẽ giới thiệu về mộ của cụ Hoàng Thị Loan. Được đón các bạn, chúng ta đã hành hương trở về với quê hương bác. Để mình dừng chân tại đây là mình thăm viếng phần mộ mẹ bác Hồ, chính là bà Hoàng Thị Loan. Tìm hiểu cuộc đời của bà, ta biết rằng bà Hoàng Thị Loan sinh năm 1868 tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên của huyện Nam Đàn. Bà được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho mà có truyền thống hiếu học. Đã lẽ ra theo quan niệm xưa, bà phải được kết hôn cùng với một người là con nhà giàu có, làm quan hay là đầu đàn. Nhưng vừa lên trên rằng bố cấp kê của lễ giáo phong kiến ngày đó là môn đăng hồ đội, thì bà đã đem lòng yêu thương ông Nguyễn Sinh Sắc, là cầu học trò nghèo, đã mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm lên 4 tuổi ạ. Chấp nhận cuộc tình duyên này, có nghĩa bà Loan đã can đảm chấp nhận cuộc sống vật chất là đầy khó khăn và vất vả. Nhưng đổi lại bà lại có những năm tháng sống đầm ấm, hạnh phúc bên chồng và bên cả con thân yêu của mình. Năm 1883, năm đây bà Hoàng Thị Loan tròn 15 tuổi thì bà đã kết hôn cùng với ông Nguyễn Sinh Sắc. 16 tuổi bà Loan bắt đầu cuộc đời làm mẹ, sinh có con gái đầu lòng đó là cô Nguyễn Thị Thanh, chị gái bác Hồ, vào năm 1884. 4 năm sau, bà sinh người con thứ hai là cậu Nguyễn Sinh Khiêm, anh trai của bà. Sáng ngày 19 tháng 5 năm 1890, một buổi sáng khi hương sen thơm ngào ngạt, bác Hồ muôn vàn kiểu của chúng ta cũng được cất tiếng khóc chào đời tại mái nhà tranh đơn sơ giản dị làng Hoàng Trù của xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Gia đình bác Hồ sống và gắn bó tại Hoàng Trù quê ngoài được có 5 năm. Năm bác Hồ lên 5 tuổi thì bố của bác đã vào học ở trường Quốc Tử Giám Huế. Số học bổng trường cấp ngày đó là quá ít ỏi, không đủ điều kiện chung sắp trang trải. Vì vậy mà ông đã về quê bàn với vợ, đem theo cả con đi cùng. Nghề ăn đi Huế, quãng đường dài hơn 400 cây số. Nhà bác Hồ nghèo, không có đủ điều kiện để thuê xe ngựa. Vì vậy mà cả gia đình bác đã đi bộ sông xá là gần một tháng trời mới tới được mảnh đất đỉnh đô. Bác Hồ chúng tôi cầu bến 5 tuổi, lúc được bố cõng
Phần lửa thì được mẹ bà đặt vào một đầu quang cảnh nhỏ là để quay đi. Cô chủ và anh chị có hình dung rằng hình ảnh mẹ bà lúc này, chân bà đi một đôi dép mo cong, nhưng mà trên vai nằm chiều một đôi quang cảnh, một bên là con nhỏ, một bên tất cả tài sản gia đình. Mẹ đã đi như vậy trong nắng trong mưa, mà cũng không ai có thể ngờ rằng đó cũng là lần ra đi vĩnh viễn của mẹ bạn, mà không có ngày để trở về. Tại Huế năm 1900, mẹ có sinh thêm một người con trai thứ tư nữa là cầu nguyện sinh xin em trai út của bạn. Nhưng mà sinh con trong hoàn cảnh khó khăn tủng thiểu phải lao động vất vả, mẹ bà cô đã lâm phải một căn bệnh hiểm nghèo, đó là căn bệnh hồ sản sau khi sinh. Sức khỏe của mẹ đã yếu dần. Trưa ngày 22 tháng 8 năm Canh Tý, tức là ngày mùng 10 tháng 2 năm 1901, chỉ còn một tuần lễ nữa thôi là nhân dân Việt Nam chúng ta đón cái Tết Nguyên Đán rồi. Mẹ đủ hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt chồng con xa đi ở tuổi đời 33, đắc thời xuân sắc. Để lại gánh nặng cho chồng là bộ người con thơ dài, mà trong đó em trai của bạn là chất tròn 1 tuổi. Thời điểm này thì bố Bác Hồ đi coi thi ở trường thi Thanh Hóa, lấy mang theo cả cầu cả kiếm đi cùng. Còn cô Thanh thì ở quê nhà để chăm sóc bà ngoại. Vì vậy mà đi theo linh cữu mẹ bạn, người thân duy nhất chỉ của Bác Hồ chúng ta, cậu bé 11 tuổi, đang bồng bế trong tay được em gào khóc vì khát sữa. Em thấy bà cũng chính vì quá khát sữa mẹ mà hơn 2 tháng sau là em cũng mất tại Huế rồi. Thi hài mẹ bạn ngày đó được bà con lao động trong phố Đông Ba lặng lẽ đưa bằng thuyền qua cổng Thanh Long lên an táng tại chân núi Bân, là thuộc dãy núi Tam Thần bên dòng sông Hương ở xứ Kinh Thành Huế. Mẹ an nghỉ ở Huế được 24 năm, đến năm 1922 là cô Nguyễn Thị Thanh, người con gái đầu của mẹ Hoàng Thị Loan, trong một thời gian bị quản thúc tại Huế, vẫn nhân một chuyến xin về thăm quê, cô Thanh đã bị mật đưa hài cột của mẹ về an táng tại vườn nhà làng Sen, quê núi Bác Hồ. Đúng 20 năm sau, đó là năm 1942, thì cậu cả khiêm anh trai Bác Hồ sau khi ra tù vội được một thầy địa lý rất giỏi. Sau nhiều năm tháng ròng rã tìm kiếm, cậu khiêm đã chọn đúng vị trí này để cậu đưa hài cốt của mẹ về an nghỉ vĩnh hằng. Mẹ bác nằm ở đây, đây là núi Đồng Tách Thấp. Mẹ gội đầu ra phía sau này là núi Đồng Tách Cao, nằm trong dãy núi Đại Huề thuộc địa phận của xã Nam Giang, huyện Nam Đàn bây giờ. Năm 1984 thì chúng ta tiến hành tôn tạo phần mộ lần thứ nhất, và lần gần đây nhất đó là khánh thành vào ngày 3 tháng 6 năm 2011, đó là nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ chúng ta ra đi tìm đường cứu nước. Về thăm viếng phần mộ mẹ Bác Hồ hôm nay, ta có thể thấy rằng quần thể khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì gồm có rất là nhiều công trình hạng mục. Ở phía dưới này là sân chuẩn bị hành lễ, sân có diện tích khoảng 200 m², có hình dạng hình vuông cung tạo nên một cảm giác là ôm ấp gần gũi như ôm tròn lấy phần mộ của mẹ Hoàng Thị Loan. Từ sân chuẩn bị hành lễ lên thăm viếng mộ, chúng ta thiết kế bằng một thang chỉ ở giữa và có hai thang phù hai bên. Hai thang phù hai bên thì gồm có là 45 bậc ạ. Còn riêng thang chỉ ở giữa này là có 33 bậc, ta tương đương với là 33 năm tuổi đời của mẹ Hoàng Thị Loan. Đồng thời hai bên thang chính có lắp đặt một hệ thống đèn chiếu sáng với 18 cái cột đèn màu trắng được đặt đối xứng hai bên đường lên. Cô chủ anh chỉ biết rằng là cuộc đời của mẹ bà 15 tuổi thì bà đón lấy chồng, 33 tuổi bà đã qua đời. 18 năm trời chung sống bên chồng bên con, mong ước lớn nhất của bà ngày đó là nuôi chồng đồ đạt và nuôi cả con khôn lớn trưởng thành. Vậy mà ngày ông sắc đồ đạt cao được vinh quy bãi tổ về làng thì mẹ của bà đã không còn nữa. Chỉ vì vậy mà 18 cái cột đèn bằng đá ở hai bên đường lên chúng ta làm tường trước chung 18 năm mẹ đã chung sống hạnh phúc bên chồng và bên cả con thân yêu của mình. Còn khi tiến hành tôn tạo phần mộ này, hai cổ chúng ta vẫn giữ nguyên tại chỗ với quan niệm xưa đó là mộ ít mà đẹp, mình chỉ cải tạo đúng phần mặt bằng cổ ít mộ này thôi. Ý tưởng chủ đạo đến hình tượng một bông hoa sen để cách điều đơn giản, có đầy đủ phần đế sen, phần đài sen và phần tâm sen. Để mộ phía dưới này ta làm bằng đá kim sa, đá này được đưa về từ đất nước quận Đồ.
đài trên được cách điều đơn giản là bằng đá trắng của quê hương Nghệ An. Còn phía trên nóc mồ nó tượng trưng cho phần nhùy của bông sen. Chúng ta lại đúc thủng hình chữ thò, mục đích là thông khí theo quan điểm của dân gian chúng ta. Ở phía sau thì đoàn mình nhìn thấy rằng ở đây có một bức phù điêu được làm bằng đá trắng ít bãi nguyên khối và được tạo tác theo kiểu cuốn thư của đôi chân. Khối lượng của bức phù điêu này là khoảng 100 tấn của chú anh chị ạ. Hình tượng chủ đạo trên bức phù điêu, đây là hình ảnh một đầm sen được đúc nổi. Phía trên hình ảnh đầm sen chỉ là hình ảnh cửu vất quần tù, có nghĩa là chỉ đám mây, nó cùng hồi tù lại, biểu hiện cho sự linh thiêng, hồi tù khí thiêng giữa trời và đất. Che chở phần mồ thì có một hệ thống mại mồ. Mại mồ này được lấy ý tưởng, đây chỉ là ngôi đền truyền thống dân gian, nhưng được cách điều đơn giản. Trong từ sắc nó nhìn giống như một chiếc khúc cười diệt tài, bao gồm sáu mái, ta từng trước cho sáu dải bùa đang ngày đêm ôm ấp che chở lễ ngôi mộ của bà. Ở đây thì ngoài vật liệu đá kim sa của đồ, đây chỉ là tình cảm của bạn bè quốc tế. Chúng ta có đá vật liệu của ba miền Bắc Trung Nam, giống như tình cảm đất nước Việt Nam chúng ta dành cho gia đình của bạn. Lúc sinh thời, bác Hồ kính yêu của chúng ta vẫn thường nói rằng tổ quốc Việt Nam chính là quê hương của tôi. Giờ đây như một đình mình, những người thân trong gia đình bác Hồ đã yên nghỉ trên khắp cả ba miền tổ quốc cả. Bố bác là ông Nguyễn Sinh Sắc, ông ăn nghỉ tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, một tỉnh của miền Nam thân yêu chúng ta. Thân mẫu cùng với anh chị em thì ăn nghỉ tại mấy đất quê nhà. Còn bác Hồ kính yêu có một giấc ngủ ngàn thu giữa lòng thủ đô Hà Nội, là trái tim của cả nước. Có thể nói rằng với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, để đến vào những ngày rằm mùng một, ngày giỗ của bà Loan hay là ngày lễ Tết của dân tộc, thì bà con quanh vùng vẫn thường về đây để thắp hương và dâng hoa cho mẹ bà. Tưởng nhớ tới người mẹ Việt Nam vĩ đại, người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng cho dân tộc Việt Nam ba người con yêu nước, trong đó là có Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như vậy là hôm nay dành trọn thời gian tình cảm, gia đình chúng ta trở về với quê bác Hồ. Mình đã ghé thăm được cả ba phần mộ. Đầu tiên là phần mộ của cụ Hà Thị Hi là bà nội bác. Tiếp đến là phần mộ em trai bác Hồ là cụ Nguyễn Sinh Xin. Và cuối cùng là phần mộ của mẹ bà Hoàng Thị Loan. Tiếp tục hành trình thì em mời gia đình chúng ta sẽ về khoảng 5 cây số nữa để thăm hoàng trù bên ngoài nơi bác Hồ sinh ra. Ghé thăm mảnh đất Lăng Sen là nơi bác sống từ năm bác 11 đến năm bác 16 tuổi. Xin được chúc cô chú anh chị có một chuyến tham quan về nguồn thật ý nghĩa. Và xin chào ạ, hẹn gặp lại mình thật nhiều lần nữa trên quê của bác Hồ kính yêu. Chào tạm biệt gia đình tại đây. Và vừa rồi thì chúng ta vừa được chị hướng dẫn viên đã chia sẻ rất là nhiều cái thông tin. Thì quả thực không phải là một người am hiểu về phong thủy thôi, nhưng mà chỉ cần đến chỗ này thì chúng ta cũng đã nhìn thấy rõ ràng một cái địa thế phong thủy rất là đẹp ở ngôi mộ này hả các bạn. Và trong cái chi tiết mà chị chia sẻ thì đó chính là anh trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn đó, sau cái khoảng thời gian đi tìm kiếm cái địa điểm để mà di dời mộ cho mẹ mình, thì đã chọn được ở tại cái khu vực này. Và quả thật nó quá đẹp đi ha các bạn. Đó, và chúng ta đang nhìn thấy ở đây là một cái không gian. Bây giờ thì chỗ này là một cái không gian rất là yên tĩnh, một cái không gian rất là khoáng đãng và tuyệt vời. Và ở đây là một cái sân, chúng ta có thể nhìn thấy là một cái sân rất là rộng ở đây, gọi là sân hành lễ. Và ở chỗ này thì nó được bao bởi một cái bức tường, một cái hành lang mà nó hình cánh cung để ôm lấy cái phần mộ. Đó, và cả một cái quần thể khu mộ này thì hướng về cái khu vực rộng lớn bao la bát ngát ở phía dưới đây. Nó theo một cái thế, đó là lưng thì hướng vô núi và mặt thì hướng ra không gian bao la bát ngát, là hướng ra bể kia ha các bạn. Và đây chính là mộ của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đó là Chủ tịch của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và ông cũng là Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam của chúng ta. Và đến đây thì tôi xin phép được dừng cái hành trình này ở tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những hành trình tiếp theo. Xin chào, bye bye.